Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi là cụm bơm xăng của dòng xe Mitsubishi Pander. Cụm bơm xăng. Tại sao gọi là cụm? Cụm thì nó bao gồm có thứ nhất là các bạn đang nhìn đây, thứ nhất là phao xăng. Cái phần này là phần phao xăng. Phao xăng để nó cảm báo hay còn gọi là cảm biến báo xăng đấy. Nó báo cái lưu lượng xăng trong bình của chúng ta còn bao nhiêu để anh em chúng ta chủ động trong việc mà kế hoạch đổ xăng, đổ nhiên liệu của dòng xe Mitsubishi Pander. Đây là phao xăng, đây cảm biến nhiên liệu hay gọi là phao xăng. Đấy, và thứ hai nữa là đây là thân. Cái này là thân bơm xăng, thân cụm bơm xăng, hàng xịn chính hãng đây các bạn nhìn. Logo Mitsubishi trên sản phẩm. Đấy, hàng xịn chính hãng. Đây là giác cắm, chân giác cắm. Đây là đầu, cái này là cái bảo vệ. Các bạn tháo ra cái này là cái bơm chúng ta lắp cái lượng xăng vào, trong bình. Đấy, tháo ra. Cái phần này là phần các bạn nó sẽ ép vào. Phần này là phần bảo vệ đó, tránh bụi bẩn vào trong. Cái đen này là cái bảo vệ. Và đây các bạn phải tháo ra. Đấy. Do Denso sản xuất, đấy, chính hãng Mitsubishi, được trực tiếp phụ tùng Mitsubishi Việt nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Thân bơm xăng. Và tiếp theo nữa thì các bạn nhìn này, đây nó chiếc này nó sẽ bao gồm có lọc xăng. Lọc xăng đây. Đây lọc xăng, và thứ hai motor bơm xăng nó nằm trong cái lọc xăng này. Đây cái phần motor bơm xăng các bạn nằm trong motor bơm xăng. Motor bơm xăng. Đấy, motor bơm xăng các bạn nhìn này. Đấy, motor bơm xăng đây. Đấy chính là cái phần nằm trong này. Trong. Đây là motor bơm xăng. Đấy, cụ. Đấy, cụ bao gồm tất cả các món như vậy, bán liền của dòng xe Mitsubishi Pander. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe một thời chạy xe một thời gian trên đường thì các bạn biết là thứ nhất là xăng của chúng ta khi mà chúng ta đổ ngoài cây xăng thì nó không đảm bảo cái độ mà sạch sẽ, thì dẫn đến nó hỏng mất cái lọc xăng. Và thứ hai nữa là chạy một thời gian thì có thể nó hỏng cái motor bơm xăng này. Motor bơm xăng các bạn có lưu chạy một thời gian trên đường thì có thể nó bị hỏng, hoặc là hỏng cả phao xăng. Thì lúc đó chúng ta phải thay cả cụm bơm xăng này của dòng xe Mitsubishi Pander này. Đấy. Thì phụ tùng Mitsubishi Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi Pander tại thị trường Việt Nam. Tất cả các phụ tùng. Vậy anh em gara mà gặp dòng xe Mitsubishi Pander mà cần phải thay thế và sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn, hoặc là các bạn kết nối với lại số hotline của bên tôi, bên phụ tùng Mitsubishi Việt. Đấy. Hotline Zalo đây, chúng tôi sẽ báo giá ngay và luôn. Đội ngũ hotline chúng tôi phục vụ các bạn trên 24/24. Rất nhiều anh em hay hỏi mình là tại sao anh không công bố giá, bởi vì nó thật sự là bên mình là đơn vị chuyên về cung cấp phụ tùng, và cái giá cả thì nó thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy mà để cái mức giá hợp lý nhất và tốt nhất cho anh em thì các bạn cứ liên lạc với số Zalo thì bên mình sẽ báo giá ngay và luôn. Anh em gara cần thì kết nối số Zalo. Đấy. Thì phụ tùng Mitsubishi Việt thì với kinh nghiệm trên 20 năm thì chuyên về phụ tùng dòng xe Mitsubishi này. Đấy, thì chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các phụ tùng từ gương, đèn, thân vỏ, lá côn, bàn ép, BT. Và tất cả các sản phẩm phụ tùng Mitsubishi Việt bán ra thì đều được bảo hành đúng theo tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi. Đấy, cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là anh em có thể hoàn trả lại trong vòng 7 ngày. Anh em gara mà lấy về các bạn cảm thấy không thoải mái, không đúng với chất lượng đã cam kết thì các bạn có thể hoàn trả lại phụ tùng Mitsubishi Việt. Thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền 100% cho anh em. Đấy là lời cam kết về chất lượng tốt nhất. Đấy. Các bạn có thể kiểm tra hàng một cách thoải mái. Thì anh em, các bạn xem thấy hay thì thấy nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em một cách hoàn toàn miễn phí.